Gì hả? Nam Di trong chùa, Nam Di chỗ mà làm mấy cái bếp cà gằn á hả? Ồ, nhà ơi, Nam Quy qua đây bán. À, rồi bán cho mau hết nha. Rồi đi nha, Okun. Dạ. Và bên đây là núi Tô nè cô bác. Mây thì nó phủ xuống nhưng mà mây đen nha. Núi Tô hôm nay mình đứng ở chợ dưới chân núi Tà Bạ. Đây phố đi bộ và chùa núi. Rồi và bây giờ mình đi vào cái phiên chợ dân hợp cho cô bác xem nha. Quá wow, núi Tô. Núi Tô hôm nay wow, những cái đám mây quá đẹp luôn. Núi Tô thì chưa có mưa nhưng mà núi Cấm đã có mưa, nhưng mà hôm nay mây phủ hết trơn núi quá đẹp cô bác ơi. Chi Tôn thì chưa có mưa nha cô bác, nhưng mà núi Cấm thì đã có mưa rồi. Ngay lúc này đây thì mình quay lại cho cô bác xem cái núi Tô trong thời điểm này. Sáng hôm nay thì mây phủ núi rồi, hy vọng là sẽ có những cơn mưa sắp đến. Và bên đây là trời đang lên mây rất nhiều. Rồi hôm nay Lộc ghi hình cho cô bác xem về núi Tô hôm nay và thời tiết của Chi Tôn hôm nay như thế nào. Hiện tại Chi Tôn thì chưa có mưa nhưng mà núi Cấm thì đã có mưa nha cô bác. Còn đây thì là núi Tô, sương mù cũng giăng lối trên đỉnh núi Tô rồi. Hy vọng là hôm nay sẽ có mưa nha cô bác. Coi những đám mây quá khủng luôn. Rồi hôm nay mình sẽ đi vào chi tiết cho cô bác xem con đường tơ lụa và có một cái phiên chợ chùm hổm ở dưới chân núi Tô. Hôm nay mình sẽ ghi hình cho cô bác xem cái phiên chợ chùm hổm đó nha. Và bây giờ mình đi vào con đường tơ lụa. Rồi đến đây thì mà con đường này nó có ngã ba, một cái đi về Tức Dục và một cái đi xuống con đường tơ lụa. Bây giờ mình đi xuống con đường tơ lụa nha cô bác. Con đường tơ lụa của cánh đồng Chăm mà mùa Chăm năm nay thì trái nó nhỏ, vì ít mưa quá trái nó nhỏ nha cô bác. Rồi mình quay lại đây là đồi Tà Bạ. Cái đồi Tà Bạ đó cô bác. Đồng Chăm, con đường mình sẽ đi vào đó nha cô bác. Rồi để mình đi qua cái phiên chợ chùm hổm. Rồi mình đi vào con đường tơ lụa. Đây lối đi vào con đường tơ lụa bây giờ rất đẹp và cây chăm thật là lớn nha cô bác. Những cây chăm rất là to, nhìn thấy rõ núi Tà Bạ luôn nè. Đó, quanh co vậy đó cô bác.
và mây đã chuyển mình. Hy vọng là có cơn mưa lớn để cho khỏe cho đồng bào ở đây. Còn mình quay ngược lại đây là núi Tô, tảng đá hình đầu voi. Trời lên hồng đỏ luôn mà đám mây đã che rồi cô bác ơi. Mây có thể là hy vọng cho một cơn mưa. Mình đi lúc này thì còn sớm lắm, chưa được 6 giờ. Nông dân cũng chưa thấy ra đồng vì chưa có mưa cho nên nông... đây nè, có rồi, mới nói thì có nè. Có một bác đi ra đồng vì không có mưa, nông dân cũng lười luôn. Đồng khô cỏ cháy. Nếu mà để thư giãn thì cô bác đi vào con đường này vào buổi sáng hoặc buổi chiều thì rất là đẹp và thư giãn, thoải mái tinh thần lắm. Vì xung quanh nó là núi đồi, con đường rất đẹp luôn, con co. Những cái mùi khói đốt đồng nhớ lại cái tuổi thơ. Cái mùi rơm đốt đồng nó có mùi thơm rất là đặc trưng như cô bác. Nếu ai mà coi ở miền Tây mà cái thời mà tuổi thơ mà hay đi ra xem đốt đồng này kia đó. Rồi đây có một cây châm và đây cũng có một người đang ra đồng đây. Đoạn đường này hơi khá dài nha cô bác. Cô bác cố gắng xem nha. Mình quay hết đoạn đường, con đường tơ lụa cho cô bác xem luôn á.
đến đây thì mình gần ra đến cái đầu đường để đi về Chi Tôn lại, nhưng mà mình không đi về Chi Tôn mà mình đi qua cái phiên chợ Chầm Hổm cho các bác xem nha. Trời vừa nhú lên, cô bác thấy thế nào? Con đường tơ lụa, coi như là mình đã đi giáp vòng con đường tơ lụa từ núi Tô đi qua. Rồi bây giờ mình đi ra cái phiên chợ Chầm Hổm cho cô bác xem nha. Rồi, rồi mình ra đến cái ngã ba này, nếu mình quẹo phải là đi đến cái phiên chợ đó, còn quẹo trái là đi về Chi Tôn Tà Bạ nha cô bác. Đó, về đến bể Chi Tôn. Còn này thì mình đi qua cái phiên chợ Chầm Hổm ở dưới chân núi. Ồ, núi Tô kìa, mây kìa, ghê quá, mây phủ chân luôn cô bác. Ồ, mình đi nãy giờ cái mây nó sau lưng mình. Quay cận cái chữ Chi Tôn cho các bác xem nha. À, nhưng mà máy mình chỉ cận được vô đó thôi. Toàn cảnh núi Tô. Và mình quay lại một lần nữa cho các bác xem núi Tô hôm nay. Mây phủ lên nè các bác. Hy vọng là sẽ sắp sửa có mưa đây. Rồi và bây giờ mình đi vào cái phiên chợ Chầm Hổm cho cô bác xem nha. Đẹp quá núi Tô hôm nay. Và bây giờ mình đã đến cái phiên chợ Chầm Hổm của dưới chân núi Cô Tô. Mình sẽ ghi hình cho cô bác xem nha. Hôm nay phiên chợ khá là đông người. Đầu tiên là rau củ quả của trên miền núi. Màu bí, khoai, củ các loại. Có dưa nụ nữa kìa. Hôm nay chợ khá là đông nha cô bác. Đông quá. Quán rau hôm nay sao chuyển qua đây rồi? Chuyển qua đây nó rộng rèn. Chuyển qua đây rộng hơn á. Có cái củ gì giống như khoai mỡ á, khoai cao, khoai mỡ, khoai ngọt gì. Đây là khoai cao. Rồi mình nhóng lên cho cô bác xem cái nữa. Phiên chợ hôm nay rất là đông. Cua đồng luôn, cua núi luôn. À, có mưa chưa mà có cua rồi. Cua này cua bắt sông hay cua bắt trên núi em? Cua đặc lớn. Dạ, cua lớn hả? Dạ. Tại sao chưa có mưa mà có cua rồi chứ? Tao bơm nước. À. Đặc biệt quá. Có cái bán cái lò cà rà. Cái này là ở đâu làm chị? Nam Di. Nam Di ha. Vậy là cái này ở núi Nam Quy làm cô bác.
chỉ còn ở chỗ Nam Quy làm cái lò cà gần rồi thôi. Bán được chưa? Sáng giờ bán được chưa? Chưa. Chưa bán được. Rồi, chúc cho bán mau hết nha. Mỗi bữa 4 người mà sao bên đây có 3 người. Còn cụ ăn bánh đâu? Đấy, cụ ăn bánh đây đâu Úc Tiêu ơi. Bữa nay nghỉ rồi. Đi chùa rồi. À, cũng không thiếu là cụ ăn bún vẫn chỗ này. Lâu lắm mà mình quay lại nha các bác, nhưng mà vị trí vẫn còn nguyên, rất là nề nếp trật tự nha. Dù là bán chôm hổm nhưng mà rất trật tự. Mấy cô mấy chú vẫn ngồi vẫn vị trí này. Mặt trời vừa lên thì giờ này khoảng 6 giờ rưỡi nha cô bác, không tới đâu. Thì phiên chợ này là 7 giờ là tan nha cô bác. Đây thì cô có bán xôi bắp và gánh khoai. Một mặt quá. Bán được chưa? Gần hết rồi ha. Còn nhiêu nữa là hết ha. Khoai cao nha. Khoai là ngon ngon không à. Ơi, bán cho hết mau rồi về chợ nha. Hỏi cun. Rồi bên đây là cái quầy cơm tấm à. Bên đây là gì? Bên đây là mít nè. Mít, mít để nấu canh xin lo. Rồi bên đây là cá. Dưa hấu luôn. Rồi bên đây là gì đây? Trời đẹp quá. Trời mưa luôn đẹp quá. Có mộng rồi nè, vừa có mộng rồi. Dạ. Vừa này là nhà của nhà mình. Dạ. Dạ. Vừa nhà. À, một trái bao nhiêu? 10.000. Một trái 10.000. Một trái dừa khô 10.000. Tôi cuộn luôn.
và không thể thiếu cô bán chè, mà bữa nay không có bán chè mà bán bánh da lợn hả, cái bánh bèo. Nhưng mà cái điều đẹp hơn nữa là các bạn, hôm nay có cái quầy hàng này nữa nha cô bác. Cô bán những cái gánh này hay quá nè. Giống chứ bằng giống ha. Giống giống gánh đầu ba. Rồi cái nhỏ này nhiêu? 30 đô, cái đó 25. Nó treo đồ treo cho nhỏ chơi á. Dạ. Con đít khoai chơi dữ lắm. Cái này bằng cây gì? Mây. Mây hả? Dạ, mây. Mây gai không có chú. Ồ. Có 25 ngàn là như vậy là 25 ngàn đó hả? Đôi đó. Dạ. Cái đó đôi đó chú. Dạ. Mua dùng đôi mở hàng đi. Sáng giờ bán được chưa? Chưa. Chưa bán được hả? Dạ, hồi sáng tới giờ chưa bán được đôi nào nữa. Từ sáng giờ chưa được đôi nào? Dạ. Cái đó cũng 25 hà, đây cái đó đi. Ê... mua để làm gì giờ ta? Cái này treo đầu đựng cho mèo ăn cũng được. Dạ. Còn này? Thứ à, bằng lớn 30, không vừa vừa đó 25. Ồ, bằng cây mây ha. Dạ, mây, mây gai không à. Chưa bán được cái nào hết. Dạ, chưa, chưa bán được đôi nào. Chưa bằng gà giống ha. Là mình đi lấy về trên rừng mình lấy hả? Trên núi hả? Núi tô hả? Núi Cấm. Núi Cấm hả? À. Vậy là mây này ở núi Cấm. Ở núi tô mình có không? Cũng có mà tôi không quen, ổng không quen qua đây. À. Vậy là ông xã đi lấy. Rồi ai là người làm? Dạ được chứ, à có 120 nữa à, thưa đấy, 70 lô, 20 lô ý. Dạ. Bởi bỏ quả cha cha. Chùm ôi y môi nó tiện tiện đó, y đâm môi tiện đó nó. Rồi cái bự nhiêu? Cái bự bằng 120. Cái này 120 ha? Cái đó 100, cái này 120. Đang gánh bằng canh, cái này đang gánh đồ. À gánh đồ ha. Thằng mây. Thọ dữ lắm chú ơi, làm cái này mà ông già còn biết đi làm gì. À, cực lắm ha. Dạ, cực lắm. Làm ngày, ăn ngày vậy đó. Rồi, mua cho chị cái chứ dạ. Mua không biết để làm gì. Dạ, treo đồ đi, đựng cho mèo ăn. Hơi sang khô cũng được. Đi mua đôi mở hàng. Mở hàng cho bán cho mau hết. Dạ, dạ. Nhưng mà không biết mua để làm gì. Dạ. Thì mua thấy đẹp mua. Dạ, đẹp mua. À. Rồi và đến đây mình đã ghi hình cho cô bác xem cái phiên chợ mà ở dưới chân núi á. Rồi bây giờ mình xin dừng video nha cô bác. Cảm ơn cô bác đã xem video của em. Oh, và có cái cô bán khoai đây. Đi hả? Nam Di trong chùa, Nam Di chỗ mà làm mấy cái bếp cà gàng á hả? Ồ, nhà ở Nam Quy qua đây bán. Dạ. À, rồi, bán cho mau hết nha. Rồi, đi nha, ốc cun. Dạ. Và mình đứng ở dưới chân núi chùa Tà Bạ, nhìn qua bên núi Cấm thì mây phủ hết chân nha các bác. Thì hôm qua núi Cấm có mưa. Văng ngập lối trên núi luôn, mây phủ núi luôn quá rồi. Và hiện tại thì mình đang đứng đây là ở dưới chân núi chùa Tà Bạ. Chùa núi Tà Bạ là quá đẹp quá. Rồi.
rồi, cảm ơn cô bác đã xem video của em nha. Em sẽ tập cập nhật tình hình thời tiết sắp sửa tới. Khi nào mà núi Tô có mưa thì em sẽ cố gắng ghi hình cho cô bác xem trận mưa đầu mùa như thế nào. Còn bây giờ thì Chi Tôn chưa có mưa. Wow. Quay lại cô bác xem cái lần nữa là núi Cấm luôn. Mây phủ chân luôn. Quá trời luôn, hôm qua núi Cấm mưa mà. Và bên đây là núi Tô nè cô bác. Mây thì nó phủ xuống nhưng mà mây đen nha. Đó, núi Tô hôm nay mình đứng ở chợ dưới chân núi Cà Bà. Đây, phố đi bộ và chùa núi.